Vâng, đó là giọng ca của Gia Hân. Thưa quý vị ban giám khảo, với giọng ca này thì đã mang lại cảm xúc như thế nào ạ? Mời Nhật Kim Anh. Với em thì cái giọng bạn rất là lãnh lót, và em nghĩ rằng là với một cái giọng ca này thì anh có thấy là hơi thiên hướng về Thùy Chi đó anh, ca sĩ Thùy Chi. Bởi vì bạn ấy đang hát một cái bài mà Thùy Chi rất là nổi tiếng mà. Em thấy là cái giọng bạn cũng hơi na ná với cái bạn đó. Có khi nào... Dạ, nhưng mà cái giọng của em nó khác ấy chị ạ. Trời ơi. Giọng em mới nói như thế này chị à. Chị Kim Anh chỉ có nghĩ là em có hát giống chị Thùy Chi không ạ? Sao lúc nãy sang trọng lắm, em nó lãnh lót lắm. Mọi người đang du dương luôn. Tự nhiên em lên tiếng cái chị cũng hơi hết hồn. Giống như nãy giờ đó em đang ru người ta đang chuẩn bị chìm vô cái giấc ngủ trưa rồi. Em nói cái tỉnh ngủ luôn. Vậy luôn. Bất ngờ đó anh. Em thì nghĩ là bạn có vẻ đang cố đánh lừa mình bằng cách là hát một cái bài nhẹ nhàng như Thùy Chi. Chính vì những cái ngân của bạn, em có linh cảm là bạn sẽ hóa thân thành những cô ca sĩ gọi là rất là kỹ thuật về luyến lấy, như là kiểu chị Vân Khánh nè, của cô Hương Lan nè. Nhưng mà các bạn ơi, đừng nhìn cái bề ngoài và đừng nghe cái bài hát đầu tiên mà chúng ta sẽ đánh giá rằng cái bạn thí sinh sẽ hóa thân thành một ai đó có cái giọng tương tự lắm. Kim Anh ơi, em lầm Kim Anh ơi. Vậy là hát hoàn toàn luôn hả? Thì bạn hát rock luôn. Trời to. Đấy là điều em đang tính nghĩ tới anh Trung à. Tại sao bạn hát một cái bài nhẹ nhàng như vậy mà bạn lại phải uống xù tóc lên? Bạn xù tóc rồi, đúng rồi, hay quá vậy ta. Chuẩn bị vô cái tiết mục bùng cháy hơn. Em ơi, chương trình mình tên gì? Biến hóa bất ngờ. Nếu bây giờ không bất ngờ thì lấy cái gì để gọi là chương trình này, đúng không? Nhiều khi nằm ngoài cái sự phỏng đoán của ban giám khảo thì sao? Và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với phần hóa thân ngoạn mục của thí sinh đầu tiên, Gia Hân. Giữa mắt tư hoa tôi nghe nghe câu hò nghe tình ơi câu hò xứ sở sao thắm đượm tình quê. Chiều mắt tứ hoa rừng dường như trầm lặng mà nghe câu dòng răng hết giận rồi thương ơi câu hò quê hương em hát chiều này sao mà thương mà nhớ tiếng hát em vút cao mây lặng lặng cúi đầu điều hò sông nước lưu luyến tình đất nước gợi lên hình của bác lúc tìm về Lê Ninh. Ngày xưa mẹ ru anh bằng câu hò xứ sở điều vì dòng quê mình sáng mà thương mà nhớ qua bao miền quê cô hò theo chân bước chiều này nghe em hát mà bồi hồi con tim đều là tim của tôi giống giống quá. Wow! Wow.
phòng em ngân lên rằng thương nhau cho tròn, rằng quá cơn lần đần mới hiểu tận lòng nhau. Ơi câu hò xôn xao em hát chiều nay, sao mà yêu mà quên hát nữa đi hơi em, cho vòng mài đất trời điều hò sông nước tha thiết tình đất nước đầm nghĩa tình sau trước với bè bạn nằm châu. Ngày xưa người ra đi bằng câu hò, vì sao tìm khắp bốn phương trời con đường lên nó ấm. Hôm nay trên đường đi sáng ngời theo chân bạc, càng ngầm vang câu hát. Càng thắm tình nước non. Hôm nay trên đường đi sáng ngời theo chân bạc, một tiếp hay quá, giống quá luôn á. Căng thẳng tình nước nghi tuyệt vời phải không ạ? Nam Cường ở bên dưới nghe giọng bạn cất lên là thấy ủa sao mà giống quá vậy. Tại vì đây là một trong những giọng ca mà Cường vô cùng yêu mến khi mà mình còn bé nghe cô nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền hát rồi. Vì sao Gia Hân lại lựa chọn nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền là hình tượng để mình hóa thân? Thật ra là em là một người con của quê hương Quảng Trị ạ, và cái mảnh đất miền Trung của mình thì với làn điệu dân ca thì nó như là đặc sản văn hóa vùng miền rồi. Và cô Thu Hiền em rất là trân quý, rất là yêu mến. Đối với em thì dòng nhạc dân ca khi mà cô Thu Hiền hát thì nó mang một cái màu sắc rất là đặc biệt, rất mộc mạc, rất ngọt. Ở trong phim trường của mình có một người tìm hiểu cô Thu Hiền rất 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 là kỹ. Trời ơi, quá thân rồi, làm đủ trò đủ kiểu hết. Đó chính là nghệ sĩ ưu tú Đại Nghĩa. Em nói chi anh mắc cỡ em ơi. Bạn Gia Hân bắn nói chứ, bởi vì bạn yêu mến cô Thu Hiền quá cho nên là bạn tập hát và giống. Em ơi, không phải ai yêu mến cô hát cũng giống được đâu em ơi. Anh nè, anh cũng yêu mến cô lắm mà anh hát có giống đâu. Lúc mạnh quá thân đó em, chương trình phát sóng cô coi cô la quá trời. Cô Thu Hiền cũng là một trong những người mà Kim Anh rất thích. Và ngày hôm nay á, em làm cho chị thỏa cái cơn mà cơn ghiền cô á. Cái giọng quá là hay và cái luyến lưu, không phải luyến lưu, cái luyến lấy. Luyến lấy để lưu luyến là cái giọng hát trong mình. Bởi vì chị đặt tim cho em quá trời luôn, em thấy không? Em hát này giùm anh cái chỗ mà sau gian tấu coi. Dòng em ngân lên răng thương nhau cho tròn. Đó, trời ơi, đó nó hay quá à. Tại sao không, khi mà em hát những cái câu này nè, em cũng nghe cái cách cô Thu Hiền hát á, cho nên là em hát giống như là không phải mở cái khẩu hình nó quá to. Nhưng mà bữa anh hát làm sao? Hồi đó anh hát cái bài Hoa Câu Vườn Trầu. Hoa câu rung trăng xanh. Trời ơi anh ơi, em cái này là cô gì chứ không phải cô Thu Hiền rồi. Không hề hiền một chút nào hết. Chắc nhẹ thôi. Nhưng mà hôm nay bạn đã thể hiện giọng hát ra rất giống với cô Thu Hiền luôn. Cách hát của cô vừa bản năng và vừa tình cảm thủ thỉ, nó sâu lắng, nó nhẹ nhàng. Bạn thể hiện rất là rõ được cái thần thái của cô thông qua cái giọng hát của bạn rồi. Quá khen mà sao cho ta có bài vậy? Cảm ơn phần cho tim rất là hào phóng từ phía ban giám khảo. Chúng ta thấy là ca sĩ diễn viên Nhật Kim Anh với 4 tim, nghệ sĩ ưu tú Đại Nghĩa với 4 tim và nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung 4 tim. Tổng cộng bạn đạt được 12 tim.
vẫn không hiểu đã sai điều gì khiến anh lặng lùng rồi thay đổi. Nghìn trùng xa xôi chia đôi ngăn cách hai con người, chính ở trái tim không còn yêu. Đừng chúc em mai này sẽ yêu người tốt hơn, hạnh phúc em thương em yêu một đời là anh đó. Đừng nói anh rất buồn, nói anh cùng tổn thương một người. Không hiểu đã sai điều gì khiến anh lạnh lùng rồi thay đổi. Nhìn trùng xa xôi chia đôi ngăn cách hai con người, chính ở trái tim không còn yêu. Đừng chúc em hạnh phúc em thương em yêu một đời là anh đó. Đừng nói anh rất buồn, nói anh cùng tổn thương một người khi muốn ở lại thì đã ở lại. Thôi đừng nói nhiều lời, em đã đau nhiều rồi. Hạnh phúc em thương em yêu một đời là Thanh Hà. Xin cảm ơn quý vị. Hay quá. Đây là ca khúc mới của chị đúng không? Đây là ca khúc mới mà Thanh Hà được Nguyễn Hồng Thuận sáng tác riêng cho mình. Vâng. Vâng. Đây có phải là lần đầu mà chị hát ca khúc này trên sóng truyền hình không? Đúng rồi, lần đầu tiên hát trên sóng truyền hình. Dạ. Yeah. Rồi. Như vậy là đây là lần đầu tiên và show đầu tiên mà quý vị cùng nghe ca khúc Đừng Chúc Em Hạnh Phúc. Và ngồi dưới thì Nguyên Khang bị nghẹn ngào bởi ca khúc này, tại vì nó hay quá, nó nức nở quá. Và lại là thần tượng của mình hát nữa thì lại càng rất là yêu mến đúng không ạ?
Dạ bây giờ là số điểm của nhạc sĩ Đức Huy và danh ca Ý Lan dùng cho Thanh Hà đó. Xin miễn này. Dạ em cảm ơn anh ạ, em có mua mì đó, lát nữa em tặng anh. Yeah. Một lần nữa xin chào, một tràng pháo tay cho danh ca Thanh Hà. Cảm ơn chị rất nhiều. Xin cảm ơn ạ. Chúc mừng thí sinh Nguyễn Phương Anh với ca khúc Tiếc Thương Donna Donna. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với số điểm dành cho Nguyễn Phương Anh, ba vị giám khảo, 100 khán giả và hội đồng bình luận. Thời gian 15 giây bắt đầu. Thưa quý vị, không biết là quý vị cảm thấy như thế nào chứ tự nhiên nghe ca khúc Donna Donna thì tự nhiên bao nhiêu ký ức về tuổi thơ của mình nó ùa về. Và đây cũng là một trong những ca khúc mà có lẽ rất nhiều người yêu mến đang có mặt trong khán phòng cũng rất là say mê. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của ban giám khảo. Đầu tiên chúng tôi xin mời danh ca Ý Lan, thấy chị đứng dậy vỗ tay cho tiết mục này. Xin mời chị chia sẻ trước. Cái phần mà em gan lại, chậm lại, điều đó em đã bỏ hết tất cả những tâm sự, tâm tình và cảm xúc vào trong chỉ một câu hát đó thôi. Em đã lấy lại tất cả những gì mà cô Ý Lan nghĩ rằng em chưa đạt được thì em đã đạt được chỉ qua một câu đó thôi. Đã lấy được lại tất cả tấm lòng yêu thương của cô trong phần trình diễn đó của em. Cảm ơn em. Xin cảm ơn danh ca Ý Lan. Xin mời nhạc sĩ Đức Huy. Tôi đã bị cuốn vào cái bài hát và cuốn vào cái vẻ đẹp bạn đã tô lên. Và hôm nay đó thì tôi không nghĩ là tôi đang ngồi đây để mà chấm điểm soi hay. Vâng, đúng soi vâng. Với lại chấm điểm không, tôi đang là một thưởng thức người gọi là khách danh dự, được ngồi cái ghế tốt nhất để mà được xem những cái phần trình diễn mà tuyệt vời nhất, và đây là một trong những cái màn đó. Thì tôi xin cảm ơn Phương Anh rất nhiều, xin chúc mừng bà. Vâng, Phương Anh xin mời ca sĩ Hoàng Bách. Bách rất là thích cái nhịp tương đối đều của cái bài hát này. Theo Bách thì nó là duyên dáng, nó đặc trưng với cái nhịp đó. Nhưng Phương Anh hát thì Phương Anh kéo cái nhịp ra nhiều quá, lơi. Anh rất đồng ý với em là mình hát thì đôi khi mình phải lơi và mình phải làm khác đi so với những người khác. Hoặc là mình hát theo cái cách riêng của mình. Bách thích bài này đặc trưng của nó ở những cái phần đúng nhịp, và nếu có lơi thì lơi ít thôi. Nhưng Bách thấy là lơi hơi nhiều quá và hơi bị lạm dụng một chút xíu về mặt kỹ thuật, thì Bách lại không hoàn toàn là có đồng ý kiến với hai vị tiền bối của mình một chút. Cảm ơn em. Dạ vâng, thưa quý vị, đó là chia sẻ của ca sĩ Hoàng Bách. Tuy nhiên khán giả cũng sẽ có những cái chia sẻ khác nhau. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với số điểm dành cho thí sinh Nguyễn Phương Anh với ca khúc Donna Donna. Xin mời nhạc sĩ Đức Huy. Tôi xin gửi Nguyễn Phương Anh 10 điểm. 10. Xin mời danh ca Ý Lan. Tôi cũng đồng cảm với ông anh Đức Huy của tôi là tôi tặng cho Phương Anh 10 điểm. 10. Xin mời ca sĩ Hoàng Bách. Đây không hoàn toàn là một phần trình diễn mà tôi có nhiều cảm xúc. Nếu mà nói về mặt chuyên môn thì đây là một phần trình diễn tốt. Và tôi tặng Phương Anh 9 điểm. 9. Vâng. Đó là phần biểu diễn của Ông Vinh Quang và Thái Sơn. Thưa quý vị, Ôn Vĩnh Quang và Thái Sơn có ca khúc Đến Với Nhau, một ca khúc nhạc ngoại lời Việt với phần hỗ trợ của vũ đoàn. Em chỉ kịp thời nhảy khúc cuối chạy lên chung với ban giám khảo được tí xíu. Dạ, thấy ban giám khảo sung quá. Vâng, thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với số điểm của các khán giả, hội đồng bình luận và ban giám khảo dành cho cặp đôi này. 15 giây bắt đầu.
Thưa quý vị, Nguyễn Khang còn nhớ cái ca khúc này tên tiếng Anh của nó là Touch by Touch, và đã viết lời Việt với phần thể hiện. Và lần đầu tiên quý vị thấy hai thí sinh nam còn sót lại của chúng ta nhảy nhảy trên sân khấu. Và Nguyễn Khang rất là thích cái phần phối hợp của các bạn, nó đáng yêu, nó rất là dễ thương. Và bây giờ Nguyễn Khang xin mời phần nhận xét của ba vị giám khảo. Đầu tiên xin mời ca sĩ Hoàng Bách, người đã khởi xướng cho phong trào giám khảo nhảy. Xin mời anh. Hát nó phải như vậy, nó phải máu như vậy, bài nhảy mà bắt người ta nhảy như vậy. Lần này là tôi không phải là bị hấp dẫn bởi chị Ý Lan đâu nhá, mà tôi bị hấp dẫn bởi hai anh này. Hai anh làm quá sùng, làm quá tuyệt vời. Phải như thế này mới đã. Thế nào nhỉ? Các bạn làm tôi nhảy cái tôi cũng quên mất, không biết là các bạn hát phô, hát chênh, hát sai nốt hay là sai nhịp cái gì, nói chung tôi chẳng thấy gì nữa. Chắc thôi, ở đây có cái nốt vàng vàng này, vàng vàng. Nó giống như đúng như hai bạn trên sân khấu đó, số 10 trên sân khấu, tặng hai bạn luôn. Dễ thương quá. Sau đó thì thấy danh ca Ý Lan quay qua kéo nhạc sĩ Đức Huy đứng lên nhảy, và anh Huy cũng hưởng ứng rất nhiệt tình. Mời anh Huy chia sẻ. Tôi rất thích màn song ca này, và tôi rất thích thú khi thấy số 1 với số 0 nhảy. Nhưng mà nó lại rất ăn khớp với nhau anh. Vâng, và nó nhẹ nhàng, nó không có cái gì gọi là cố tình gây ấn tượng, nhưng mà chính thế nó làm mà nó lại làm tôi rất thích thú. Xin thành thật chúc mừng hai bạn một màn diễn rất thành công. Dạ. Tôi 3 điểm luôn nhá, đúng. Dạ được ạ. Tôi xin gửi 10 điểm luôn. Ơi, xin chúc mừng. Và xin mời danh ca Ý Lan. Tôi là phải đứng dậy nói cơ. Bây giờ thế này này, cái bài hát này thì tất cả trong cái khán phòng của chúng ta ai cũng phải công nhận rằng nó quá hot. Nó quá hot, quá hay. Bây giờ ngay cả Hoàng Bách cũng nói rằng là chẳng còn để ý là hát phô, hát sai lời hay cái gì nữa cả. Nhưng mà đây là một điều mà Ý Lan nghĩ thành công to lớn nhất của một người nghệ sĩ đứng trên sân khấu. Khi mà chúng ta làm sao mà làm cho mọi người quên đi hết tất cả những gì mà xung quanh, mà chính họ là những người được hưởng ứng những điều mà hay nhất và hạnh phúc nhất trong âm nhạc mà mình đưa được đến cho người ta. Đó là thành công lớn nhất của người nghệ sĩ. Và chúc mừng hai em rất nhiều trong cái phần trình diễn này. Đặc biệt hơn hết, cô Ý Lan chưa bao giờ trông thấy Ôn Vĩnh Quang nhảy. Như là chú Đức Huy đã nói đó, Ôn Vĩnh Quang, em một cách rất nhẹ nhàng, em vẫn nhảy những bước của em mà không cần phải biểu diễn. Nhưng hoàn toàn nó là tình cảm của một người đàn ông khi vui mà có sự trầm lắng. Cái điều này là cái điều mà cô quý vô cùng. Cảm ơn em. Hãy tự tin. Hãy tự tin và mãi mãi sống với âm nhạc như thế này nhé. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Xin được cảm ơn danh ca Ý Lan. Nói như thế bây giờ không lẽ cho 9 điểm à? Nghe mắng. Dạ đúng rồi. Không, mà thật sự ra 10 điểm em cũng cảm thấy cũng chưa đúng. 10 điểm rưỡi được không ạ? Không, 10 điểm. Chúc mừng. Tôi có ý kiến thế này này, tôi phải nói thật là này, bao nhiêu năm làm nghệ thuật rồi nhưng mà ít khi tôi được chứng kiến cái màn trình diễn mà nó đáng yêu đến như thế này. Tôi nghĩ là phải lại một lần nữa cái đoạn điệp khúc rồi. Da 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 mà các bạn phải nhảy đúng lại như thế vậy nó mới hay. Các khán giả có đồng ý không ạ? Dạ, ban nhạc cho tụi em lên khúc nhạc. Để có được một cái phần trình diễn này nó khó khăn. Khán giả đứng lên với chúng tôi nhảy khúc nha. Khán giả có đồng ý được không ạ? Yeah. Chúc mừng các bạn với 30 điểm từ phía ban giám khảo.
Một tiết mục rất là sôi động không ạ? Có khi là những cái vòng tới nếu mà các bạn gặp nhau nữa thì nên làm một vài điệu từ cha-cha-cha qua rumba rồi disco rồi vân vân. Yeah. Vâng, và như vậy một lần nữa chúng tôi xin chúc mừng hai bạn đã có sự kết hợp với nhau rất đáng ý và hy vọng là chúng ta sẽ phát huy những cái gọi là những cái nét đáng yêu của mình nếu như may mắn bước tiếp vào những vòng tiếp theo nha. Cảm ơn các bạn. Phải tình băng xa là tình đẹp trên thế gian. Anh hỡi ơi, có phải tình băng xa là tình đẹp hai chúng ta? Kính thưa quý vị, Mùa đông của anh, một ca khúc bolero vô cùng lãng mạn với phần thể hiện của Khắc Minh và Lều Phương Anh. Và ngay bây giờ, trước khi đến với phần nhận xét của ban giám khảo, xin hãy dành 15 giây cho những số điểm của cặp song ca này. 15 giây bắt đầu. Xin được cảm ơn ban giám khảo, 100 khán giả và hội đồng cố vấn. Ngay bây giờ chúng tôi xin mời phần nhận xét đầu tiên. Xin mời nhạc sĩ Đức Huy với ca khúc lãng mạn này. Phần trình diễn vừa rồi thì tôi thấy Khắc Minh tỏa sáng hơn Lê Phương Anh. Hai người hát tròn trịa cái bài. Nhưng mà tôi thấy là cứ chia nhau từng câu mà tôi cứ chờ có một đoạn để mà hai người hát quyện lại và có bè. Thì tôi không thấy cái chuyện nó xảy ra. Đáng nhẽ phải có thêm, dù chỉ là một câu em hỡi em, có phải tình băng giá, nhất là cái câu cuối đó, là tình đẹp trên thế gian, thì tôi nghĩ là nếu mà có hai giọng thì sẽ đẹp biết bao nhiêu. Xin chúc mừng hai bạn. Xin được mời danh ca Ý Lan, hình như đây là ca khúc mà danh ca Ý Lan đã từng thể hiện đúng không ạ? Vâng, bài này thì Ý Lan hát khoảng gần 30 năm trước. Bài hát này là một bài hát với nhịp điệu bolero. Thành thử ra trong cái cách hát của Khắc Minh và Lều Phương Anh ở những cái câu đoạn đầu đó thì nó có hơi, đối với lại riêng cô Ý Lan, cô nghĩ rằng là hai cưng nên hát cho nó vào nhịp hơn. Nó sẽ làm cho cái người nghe cảm thấy cái bài hát nó không bị đình trệ quá ở phía sau. Khi mà mình hát một cái bài hát mà nó có nhịp điệu sẵn, lâu lâu mình nên buông một vài câu để mà nó gọi là nó đằng sau nhịp một tí. Nhưng mà cũng có những câu mình có thể mình đi trước nhịp một chút để nó phá đi cái sự đều đặn quá. Đó là cái ý kiến riêng của cô cho hai em trong bài hát này. Cảm ơn cô ạ. Xin cảm ơn nhạc ca Ý Lan. Xin mời nữ ca sĩ Phương Thanh. Với Phương Thanh thì hát đơn ca bao giờ cũng dễ hơn hát song ca. Giọng của hai bạn là hoàn toàn hơi nghịch nhau, cho nên để tạo ra được một cái khung giống nhau, một cái chất giọng vừa hòa quyện nhau rất là khó. Hai cái này gọi là hai giọng ngang ngang với nhau, cho nên khi hát song ca không phải là dễ. Và như vậy thì nó sẽ, cái cảm xúc nó sẽ không đồng nhất với nhau. Hôm nay tiết mục này đẹp, đẹp về cái tinh thần, cái phong thái bên ngoài. Một bài hát lãng mạn, vừa đủ, dễ thương. Nhưng nếu chia ra bè một chút xíu nữa thì bài hát nó sẽ tuyệt vời hơn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin cảm ơn nữ ca sĩ Phương Thanh. Thưa quý vị, ngay bây giờ đây thì chúng tôi mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với số điểm của ban giám khảo dành cho cặp đôi này. Đầu tiên chúng tôi xin mời số điểm của danh ca Ý Lan. Xin được gửi số điểm là số 9. 9 điểm. Xin mời nhạc sĩ Đức Huy. Tôi cũng vậy, tôi xin gửi 9 điểm. 9 điểm. Xin mời nữ ca sĩ Phương Thanh. Phương Thanh cũng vậy, 9 điểm. 9 điểm. Ba vị giám khảo của chúng ta trong tiết mục song ca này có cùng điểm số với nhau, tổng điểm là 27 điểm. Năm năm rồi không gặp
Từ khi em lấy chồng, anh dầm chương mê mãi, đời chia như nhánh sông. Phong thư tình ấy dài và vài môi rất mềm, nhưng hẹn hò cuống quýt trên lối xưa thiên đường. Ngày nhà em pháo nổ, anh cuộn mình trong trang như con sâu làm tổ trong trang. Xưa chưa lối về, trong điều hiểu rõ cuốn nằm chờ vỡ gác chuông. Năm năm rồi cách biệt, cỏ hoang nơi giáo đường, Chúa buồn trên thánh xóm đạo hồi chuốc giao đường vàng. Năm năm rồi không gặp, từ khi em lấy chồng, bao kỷ niệm chôn kia dường như đã lãng quên. Năm năm rồi cách biệt, có xưa không lối về, thương người em năm cũ, thương quá phụ bên sâu. Thương người em năm cũ, thương quá phụ bên sâu. Chúng ta vừa đến với một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Duy, Chuyện tình buồn, với phần thể hiện của ba thí sinh. Và bây giờ 15 giây dành cho hội đồng cố vấn cùng với 100 khán giả có mặt tại trường quay bắt đầu. Vâng, thưa quý vị, và như vậy đã hết thời gian dành cho quý vị khán giả. Chúng tôi xin mời phần nhận xét từ phía ba vị giám khảo. Xin mời ca sĩ Đoan Trang. Lại là thêm một lần khó nữa khi mà trong ba bạn phải chia tay một bạn, đúng không? Cái mà Trang thích ở các bạn là cái thể loại âm nhạc nào các bạn cũng phải cố gắng hát và truyền tải một cách tốt nhất. Minh, Trang thấy Minh rất là nổi bật trong cái tiết mục này. Trang thích cái năng lượng của Minh. Minh làm tất cả những bài hát, mặc dù cái bài này không phải là sở trường của Minh đâu, nhưng mà Minh vẫn đưa cái gì đó nó vẫn rất là gợi cảm của một người con trai đỉnh đạt vào trong cái ca khúc này. Giọng vẫn rất là sáng. Với Ánh, chỉ cần thêm em một cái năng lượng ở bản thân em. Không phải là mình hát nhạc sôi động, mình hát nhạc nhảy thì mình mới cần cái năng lượng đó, mà mình cần cái năng lượng chung để thổi vào bài hát, để em đặc biệt hơn, để em nổi bật hơn. Còn với Nhung á, thì có một cái hay là chị biết là em sở trường của mình là hát bên ca cổ, hát cải lương, đúng không? Dạ. Thì cho nên khi mà qua hát những cái thể loại này không phải là cũng quá dễ dàng đâu. Nhưng mà chị cũng nhắc chút xíu là
em để dành cái sức khỏe của mình để cho khi mình hát bất cứ mình thu lần một, lần hai hay bất cứ mấy lần thì mình vẫn giữ được cái trường độ, cái âm giọng của mình cũng như cái sức khỏe của mình để không có bị xét hoặc là không có bị trên những cái nốt cao nó bị đuối ha. Với lại nhớ là có những cái nốt ở trong cái thể loại nhạc này á, bớt nấc lại chút xíu. Cảm ơn các bạn. Xin cảm ơn ca sĩ Đoan Trang. Xin mời danh ca Ý Lan. Ngọc Minh cũng giống như là Đoan Trang nói, rất là ngạc nhiên khi mà Ngọc Minh hát một bài hát tình cảm, tại vì nó không là sở trường của Ngọc Minh. Nhưng mà với riêng cô Ý Lan thì cô lại thấy rằng là có lẽ là Ngọc Minh nên chọn dòng nhạc này là sở trường của Ngọc Minh kể từ ngày hôm nay. Đây là một bài hát quá quen thuộc với cô Ý Lan, và ngày hôm nay được nghe Ngọc Minh hát một thế hệ trẻ với tâm hồn của một người trẻ, mà em Ngọc Minh đã chạm được trái tim của cô. Cô ngồi cho đến giờ phút này cô vẫn còn những bùi ngùi khi mà nghe tiếng hát của Ngọc Minh. Cô cảm ơn Ngọc Minh rất nhiều trong phần trình diễn vừa qua. Ngọc Ánh, em hát bài này rất đẹp, đẹp từ những cái luyến láy của em, nói lên được thực chất của bài hát Chuyện Tình Buồn. Anh một đời gióng ruổi. Em đã lấy cái chữ ruổi đó làm cho cái bài hát tự nhiên. Em không được hát tất cả nguyên bài, nhưng cái chữ ruồi đó nó đã mãi mãi nó ở trong cái tầm trí nhớ của chị Ý Lan. Và rất cảm ơn phần trình diễn của em. Thi Nhung lại một lần nữa thi thố ở trong một dòng nhạc không phải là của mình, nhưng mà phải thật sự mà nói là tiếng hát của em đã cao vút. Không phải dễ gì để em hát một cái tông nhạc của hai người ca sĩ nam này. Vậy mà em đã không cần phải chuyển bất cứ một cái tông nào khác mỗi khi em hát. Cho nên phải khen ngợi em. Cảm ơn em rất nhiều. Xin được cảm ơn danh ca Ý Lan. Và cuối cùng xin mời nhạc sĩ Đức Huy. Trước hết, cái điểm nổi bật của phần trình diễn của ba bạn là cả ba bạn đều không ai phô trương cái tài của mình, không ai khoe cái giọng của mình, mà cả ba bạn đều đã hòa hợp mỗi người với một phong cách riêng bằng cách nhả chữ, ngắt câu, lấy hơi hoặc là phăng. Về phần của cái Thi Nhung, giống như là Đoan Trang đã nói, bạn cần phải làm chủ được những cái nốt cao của mình. Mình sẽ phải suy nghĩ như là giống một chiếc xe là 200 mã lực. Thế nhưng mà cái đường phố đâu có bao giờ mà cho phép chúng ta chạy nhanh như thế. Thế thì chúng ta phải kềm lại trong cái phạm vi nhất định nào đó mà hợp với chúng ta. Mình cảm thấy cái gì còn lợn cợn á, tức là nó chưa ổn, mình phải điều chỉnh. Rồi đến phần của Ngọc Ánh, tôi vẫn cảm thấy như là bạn đang có một cái điều gì bạn âu lo trong đầu. Bạn không có để cái phần trình diễn của bạn nó tỏa sáng hết, giống như một cái bếp ga mà thường ngày thì nó cháy to lắm, nhưng mà không hiểu hôm nay không hiểu nó bị dính cái hạt bụi cái gì trong đó mà nó lửa nó không, cho đến khi có thể là phải đập nó một cái. Thì tôi nghĩ bạn nên tự vỗ mình một cái thật mạnh đi nha. Còn Ngọc Minh, tôi nghĩ là bạn là một người chẳng những có tài, sở hữu một giọng tốt hay, kỹ thuật giỏi, và bạn còn lại rất thông minh. Tôi biết nói gì hơn, hôm nay bạn là người tỏa sáng nhất. Thế thôi. Xin cảm ơn nhạc sĩ Đức Huy. Xin cảm ơn tất cả. Một người đi với lùi
đã chọn nàng thứ. Thôi ta đứng lại, nhưng đường anh qua. Người đi vui với một người, biết chẳng một người đang cười mà đau. Dù sao cùng mối duyên đầu, dù sao em cũng qua cầu là sông. Bây giờ chẳng biết làm sao, lẽ nào gặp lại, lẽ nào làm ngơ. Nhà em một bức tường thưa, chiều nay nhớ quá thân thờ bước qua để mặt quan viên hai họ, chúng tôi xin được chúc phúc cho ba cặp đôi của chúng ta trong lễ cưới tập thể này. Dạ, yeah. Xin cảm ơn các bạn. Một cái kết bất ngờ. Dạ. Yeah. Và bây giờ cho phép chúng tôi xin mời các vị giám khảo chia sẻ. Xin mời anh Ngọc Sơn. Dạ, yeah, mời anh. Cái giọng này giọng nam thì hơi thấp. Hai giọng nữ thì hát rất là đẹp. Hai giọng nữ hát rất là tốt. Nói chung là cái màu sắc âm nhạc bolero của em nam cũng rất là mới. Tôi nghe rất là hay. Anh cảm được cái điều đó. Cái là anh góp ý thôi, hiểu không? Đây khi mình hát nhạc trữ tình, mình bắn chép ra chút xíu, mình gằn gằn lên chút xíu. Chúc mừng ba em hát hôm nay rất là tốt. Dạ, xin cảm ơn anh Ngọc Sơn. Xin mời anh Đàm Vĩnh Hưng tiếp lời luôn ạ. Xin mời. Ngọc Hương, người có sở trường hát bolero đó, anh nghĩ là không cần thiết phải miết cái chữ nó nặng như vậy, nó nhiều như vậy. Em đang miết cái chữ nó bị gần như chặt lắm luôn á. Trong khi cái bolero nó rất cần nhẹ nhàng và tự nhiên và nó gần như là mộc ha. Thì chất giọng em có và có dấu ấn riêng rất rõ ràng. Với Đình Phước là một sự hy sinh tiếp nữa, đúng người đàn ông khi mà chọn cái tông lại bất lợi cho em, mà em vẫn dùng hết cái khả năng của em để thể hiện cái phần của mình. Nó ít chứ không được nhiều như các bạn. Em là một thí sinh rất đáng được chú ý và đáng được nghe. Với Thi Nhung, những người hát cải lương á, là những người luôn luôn gặp khó khăn về phát âm cho nó chuẩn của nhạc nhẹ, nên là đa số gặp khó khăn, nhưng em phát âm hoàn toàn chuẩn hết 100%, kể cả cái hơi của những người mà hát bolero em có đầy đủ tố chất đó hết. Em là người thể hiện cái bài hát này tốt nhất trong ba người. Anh chỉ có một điểm trừ của em thôi, em nhớ lần này để lưu ý luôn, khi mặc một cái áo trắng thì em không được quyền mang đôi giày đen. Nếu như cái váy đó nó phủ hết thì em được quyền mang cái gì trong đó, em đứng như một cái ghế cũng được, nó không sao hết trơn á. Nhưng khi mà cái váy nó hở ra vậy đó, em phải quyết định chọn cho mình một đôi, ít nhất tệ nhất phải là một đôi giày màu nude, như cái bên thấy chân mình nó dài hơn vì nó cùng với màu da chân của mình ha, là thẩm mỹ riêng thôi, góp ý để cho em đẹp hơn thôi nhá cưng nhá. Rồi chúc mừng tiết mục của ba em. Vâng, và bây giờ thì xin mời mà, chị Lan. Anh nói một câu vậy nè, với em á, nói thấy nhìn cái cuộc tình tan vỡ thì anh hát vô bài đó rồi, lòng anh buồn lắm. Anh mong là các em hát những bài tan vỡ nhưng mà thật sự thật là chung thủy trong tình yêu. Tôi thì tôi bây giờ đến thật sự đến cái giây phút này tôi chưa biết rằng là cái công việc của chúng ta mới có bắt đầu có hai bài hát thôi, nhưng mà sao Y Lan vui quá như vậy. Chỉ có mỗi một điều đó là trong cái bài hát này đúng là Thi Nhung trội hẳn, bởi cái giọng hát của Thi Nhung rất là phù hợp trong cái bài hát này. Ngọc Hương có một cái lối phát âm rất là rõ, nhưng về cái phần tình cảm nó bị vơi bớt đi chỉ vì em uốn nắn nhiều quá cho cái mỗi một chữ hát của mình. Rồi Đình Phước riêng với lại chị Y Lan đó Sơn, chị Y Lan thích ghê lắm. Dạ, và em cũng thích đúng không? Dạ, mới mẻ. Nhưng mà thật sự ra nếu mà cái tông mà nếu mà cao hơn được một chút thì là ngon lành hơn đúng không? Em phải nói là hy sinh. Đình Phước đã hy sinh quá nhiều. Nhưng hy sinh nhưng mà trời cho hay quá, nó vẫn được ngon lành trong cái bài hát này. Cảm ơn ba em.
Vâng, một lần nữa chúng tôi xin chúc mừng ba bạn. Và ngày hôm nay thì thật sự là ba bạn mặc những cái bộ trang phục rất là đẹp lên trên sân khấu, kể cho chúng tôi nghe một câu chuyện ba người nó cũng rất là hay. Cho nên chúng ta chờ đợi những cái phần thi một mình của các bạn ấy sẽ tỏa sáng như thế nào. Lần nữa xin chúc mừng Ngọc Hương, Đình Phước và Thi Nhung. Sát bên nhau giống như tôi lúc đầu. Đùa vui, nàng chỉ thích đùa vui. Tình yêu là nước mắt, nàng không khóc cho ai. Ngày mai khi ngày vui vừa dừng, nàng ngoảnh mặt bước đi nhưng không nói chuyện gì. Thật tội nghiệp người ấy, tội nghiệp người ấy, lòng người đâu có hay. Dẫn lên mùi đắng cay. Lại một người nữa giống như tôi, tương lai thật đen tối. Lại một người nữa giống như tôi, lạc vào vòng mê muội. Lại một người nữa giống như tôi, có thêm một hội viên mới. Một người sát bên nhau giống như tôi lúc đầu. Đùa vui, nàng chỉ thích đùa vui. Tình yêu là nước mắt, nàng không khóc cho ai. Ngày mai khi ngày vui vừa dừng, nàng ngoảnh mặt bước đi nhưng không có chuyện gì. Nhưng dù tôi có nói, chắc gì người ấy tin tôi nào. Và dù tôi có khuyên, lấy gì người ấy nghe. Hát với tôi nào. Một người nữa giống như tôi, tương lai thật đen tối. Lại một người nữa giống như tôi, lạc vào vòng mê muội. Lại một người nữa chết thêm một nạn nhân mới.
vọng lúc xưa ta bên nhau, bước chân ta lang thang trong vườn hoa. Giờ thì đã biết trái tim đang cô đơn, sống vui nơi phương xa ta được gì. Thank you.
lần thôi xin mắt em cay, xin hãy đi hoang những chiều buồn say, và xin rằng mưa vẫn bay tình yêu nào sớm mắt ngóng. Say ngất ngây vì nhớ và tình yêu đó xin ngừng bước chân, lặng nghe xa vắng nghe tiếng phiêu lưu, tôi vẫn đi hoang những chiều buồn say, tình yêu đành thôi ước mơ. Xa vắng nghe tiếng cô liêu, tôi vẫn đi hoang những chiều buồn say, tình yêu đành thôi ước mơ, tìm quên bằng bên ý nhau, xuôi nước xin đành kiếp sau, tình yêu đành thôi ước mơ, tìm quên bằng bên ý nhau, xuôi nước xin đành kiếp mừng Xuân Nghi với ca khúc Giáng Ngọc. À, hôm nay có cái đàn nhảy dưới vũ công nữa ha. Bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng đến với điểm số của ban giám khảo, 100 khán giả và hội đồng thẩm định. Xin mời quý vị cùng dành những điểm số cho thí sinh Xuân Nghi bắt đầu. Cảm ơn ban giám khảo, 100 khán giả và hội đồng thẩm định. Và bây giờ chúng tôi xin mời phần nhận xét đầu tiên. Xin mời nhạc sĩ Đức Huy. Bài này là một trong những bài rất nổi tiếng của Ngô Thủy Miên. Và chúng ta thường nghe nó qua cái tiết tấu 12-8 slow rock. Tốc độ của nó chậm so với cái bài mà tôi vừa được nghe được chuyển sang 4-4 tango. Tôi thấy là Xuân Nghi đã phải gánh trên vai một cái thử thách. Hãy thử tưởng tượng nếu bài này mà được giọng Xuân Nghi hát theo cái tiết tấu slow rock rồi bỏ nhỏ cái mà thì nó hay biết bao nhiêu. Tuy nhiên là cái sự cố gắng của bạn tôi đánh giá cao. Bạn đã làm tròn cái bài hát của bạn. Xin chúc mừng. Xin mời nhà báo Trác Thúy Miêu. Khi mà chạm đến những ca khúc mà quá nhiều người yêu mến như vậy, nó sẽ tạo ra những cái tranh luận dưới cái nhịp tango như vậy. Thì thay vì một cái bàn tay búp măng kiêu sa của một cô nữ sinh, bạn đã vận dụng kỹ thuật biểu diễn mặc dù là chưa có nhuần nhuyễn lắm, cùng với lại âm nhạc của ban nhạc, cùng với cái ánh mắt của bạn, để biến cái bàn tay búp măng kia thành năm ngón nguều ngào như là của một cái loài nhện độc. Và bạn biến hoàn toàn cái sắc thái, bạn có quyền làm điều đó, vì nhạc phẩm chỉ là sở hữu của tác giả khi nó còn nằm trên trang giấy. Nhưng khi nó là thuộc về bao nhiêu thế hệ khán thính giả thì cô gái đó hoàn toàn có thể là một cô gái bất kỳ, và bạn đã cho cô gái đó một cái sắc thái tính cách khác. Tôi hiểu những khó khăn của bạn và ghi nhận những cố gắng của bạn trong nhạc phẩm vừa rồi. Cảm ơn chị. Bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng đến với Dịch Cả Y Lan. Xin mời chị. Xuân Nghi rất là dễ thương. Nhìn thấy em với một cái sự dễ thương, mềm mại. Và cái điều tiếp tục nữa mà cô Y Lan muốn nói rằng là tuy tất cả những điều mà anh Đức Huy và Trác Thúy Miêu nói thì Y Lan rất là đồng ý nhá. Tuy nhiên Y Lan có nhận thức được ở trong cái tiếng hát của Xuân Nghi rất là mềm mại. Tuy là nó là một cái điệu nhạc của tango, nó có phải đưa năm ngón tay ra cào cấu như thế nào, nhưng trong cái cách hát của Xuân Nghi vẫn giữ được cái sự mượt mà,
và dịu dàng của cái người con gái Giáng Ngọc kia. Cái điều này làm cho cô Ý Lan rất là thích, đánh giá cao trong tiếng hát của em. Còn tất cả những sự khác thì để cho mọi người nói, nhưng trong tiếng hát của em, cô rất thích trong bài hát này. Cảm ơn. Thưa quý vị, âm nhạc của nhạc sĩ Trúc Phương khá là đặc biệt. Ông thường kể về những sự dây dứt khắc khoải của những cuộc tình dang dở, và chính những ca khúc của ông đã chạm đến trái tim của người nghe với một sức thu hút vô cùng mãnh liệt và đặc biệt về cuộc đời rất là khắc nghiệt của ông. Và ngày hôm nay chúng tôi mời quý vị sẽ cùng đến với một khát khao mạnh mẽ trong tình yêu, trong một tuyệt phẩm của nhạc sĩ Trúc Phương, ca khúc Ai Cho Tôi Tình Yêu. Và với ca khúc này, hãy cùng chào đón cặp song ca thí sinh Nguyễn Phương Anh và Ôn Vĩnh Quang. Và đón người đi vào tim tôi bằng môi trên bờ môi, nhưng biết chỉ là mơ nên lòng nức nở. Chưa đổ bến nèo mô mà tìm, nằm nghe cô đơn hoang bút trong hồn, giá bút về tìm sao rơi gối đêm. Nhà vắng mang nhiều cay đắng, xua hồn đi đến với ca khúc Ai Cho Tôi Tình Yêu, một sáng tác của nhạc sĩ Trúc Phương với phần thể hiện của Ôn Vĩnh Quang và thí sinh Nguyễn Phương Anh. Và bây giờ phần chấm điểm của 100 khán giả có mặt tại trường quay, hội đồng cố vấn và ba vị giám khảo. Thời gian 15 giây bắt đầu.
Vâng, xin được cảm ơn các vị. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với điểm số của ban giám khảo dành cho tiết mục này. Có nghĩa là một tiết mục nhưng mà cả hai người sẽ được chấm điểm ngay bây giờ. Đầu tiên chúng tôi xin mời một gương mặt mà chắc là quý vị đã rất là quen thuộc với chương trình Ai Sẽ Thành Sao và cũng biết thí sinh của chúng ta rồi. Đó chính là nữ ca sĩ Phương Thanh. Xin mời chị. Xin gửi tặng hai bạn 8 điểm. 8 điểm. Xin mời nhạc sĩ Đức Huy. Tôi cũng xin gửi hai người 8 điểm. 8 điểm. Xin mời danh ca Ý Lan. Tôi thì hơi khác một chút. Tôi xin gửi 9 điểm. 9 điểm. Xin cảm ơn hai bạn rất nhiều. Xin cảm ơn hai bạn. Anh yêu nhất đôi môi hồng, yêu đôi mắt say mơ. Anh yêu tóc em buông dài, yêu em tình ngất ngây. Anh yêu mãi đôi tay mềm, yêu em lúc em đã. Anh yêu tiếng ca em đềm, khẽ hát câu dịu dàng. Cho tương lai thương yêu nhau mãi mãi. Yêu em biết bao đêm dài, anh yêu lúc em đã. Yêu em thiết tha bao tình, mãi mãi không phải nhòa. Anh yêu nhất đôi môi hồng, yêu đôi mắt say mơ. Anh yêu tóc em buông dài, yêu em tình ngất ngây. Anh yêu mãi đôi tay mềm, yêu em lúc em đã. Anh yêu tiếng ca em đều, khẽ hát câu dịu dàng. Chiều chiều bên nhau nhìn trăng vàng, tay cầm tay ta cùng mơ mà, say đắm mộng đẹp cho tương lai. Thương yêu nhau mãi mãi. Yêu em biết bao đêm dài, yêu em lúc ban mai. Anh yêu thiết tha bao tình, tôi đã giới thiệu thì Ôn Vĩnh Quang, một giọng hát làm tan chảy trái tim của người nghe. Và hôm nay thì bạn trình diễn rất là tự tin ca khúc Yêu và Mơ. Bây giờ thì cho phép chúng tôi mời 100 khán giả có mặt tại trường quay, hội đồng thẩm định cùng với ba vị giám khảo. Chúng ta sẽ bình chọn cho thí sinh, đặc biệt là khán giả chúng ta lấy điện thoại ra để thể hiện cái sự yêu mến của quý vị dành cho Ôn Vĩnh Quang nha. Thời gian bắt đầu. Vâng, thưa quý vị, thời gian đã hết. Trong ba người ở đây thì có thể nói là chị Ý Lan thì đã biết về bạn này rồi, anh Ngọc Sơn cũng biết rồi, chỉ có anh Đàm Vĩnh Hưng thì hình như là lần đầu anh biết về bạn này đúng không ạ? Cho Vương Khang xin phép mời anh sẽ chia sẻ cái cảm xúc của anh trước ạ. Xin mời anh. Em là một người rất là thú vị. Vì sao biết không? Cái ngoại hình và cái giọng hát của em là hai điều sẽ làm cho người đối diện luôn luôn cảm thấy bất ngờ. Đó là lý do vì sao anh nói em là thú vị là như vậy. Em hát rất là tỉnh, không có một cái dấu hiệu cố gắng hay sự lên gân nào cả. Ngay cả những nốt cao của em lên rất nhẹ nhàng và ngọt ngào. Em hát tỉnh queo à. Tôi thích cái chữ ngất ngây của em kéo dài xong nối qua luôn câu sau nữa. Mà điều đó em làm 3 lần
Một lần cuối cùng là nó lên đỉnh điểm luôn, là em chuyển qua tông khác nữa và em làm thật sự là bất ngờ. Điều thứ hai tôi khen em nữa, em bất chấp ngoại hình của mình, rất tự tin của mình, em tự tin vào giọng hát của mình để em bước tới đây, em tham gia cuộc thi này là một cái gan. Em ơi, em rất đáng yêu và rất đáng khen ngợi. Anh chúc mừng em. Bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng đến với chia sẻ của anh Sơn. Xin mời anh Sơn. Bây giờ em hát lại cái cuối ao của em đi. Thương yêu nhau mãi mãi. Đó. Thương yêu nhau mãi mãi. Giọng em dư sức để làm như chuyện đó. Phải hát cho một sự kêu gào, kêu gọi mọi người rằng hãy, tôi đang yêu mãi mãi đây. Thì em hãy bộc lộ bằng cái độ cao của em. Lần sau em cố gắng em hát mạnh hơn nữa, tại vì em dư sức bung ra nữa, đúng không? Em hãy hát nhốt lại, mãi mãi, kiểu như vậy, mãi mãi. Em hát lại đi. Yêu nhau mãi mãi. Đó, đúng, 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 đúng. Cái đó, đây là thôi, một chút thị phạm để cho em tốt hơn thôi. Như phần thi của em với ca khúc này rất là hay, rất là tuyệt vời. Chúc mừng em nha. Xin cảm ơn anh Sơn rất nhiều. Ôn Vĩnh Quang ơi, cô ấy là mê, 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 mê. Ôn Vĩnh Quang quá chừng rồi. Trong cái cách hát của em, đầy đủ âm vực, đầy đủ sức mạnh. Tuy rằng là em không có bung hết cái chữ đó ra, thật sự nếu em bung hết ra chắc có lẽ là khán phòng này người ta sẽ còn hét lên không biết là bao nhiêu nữa. Nhưng tôi vẫn cảm nhận được cái sự yêu thương mãi mãi đậm đà trong em. Vấn đề về ngoại hình hay là về tiếng hát, tôi đã không còn mường tượng đến nữa. Tôi chỉ còn được nghe và tôi còn chỉ được nhìn thấy một hình dáng một con người với một quả tim yêu âm nhạc đã làm cho tôi nhìn thấy em đẹp trai vô cùng. Bay trên hàng phố bâng khuâng, chiều đông đưa những bước chân đau mòn. Chợt nghe mùa thu bay trên trời không, còn ai giữa mênh mông đời mình, nỗi đau mù lấp trên tuổi thơ. Phố vẫn hoang vu từ lúc em đi, rồi trong mưa gió biết ai vỗ về. Bàn tay nào đưa em trong lần vui bằng những tiếng chim non thì thầm cho ngày tháng ưu phiền em. Dỗi mình cho tình càng thêm say. Tiếng hát ru em còn nuối trên môi, lời nào gian dối cũng xin qua rồi. Để lỡ ngày sau
dù em còn nuối trên môi. Lời nào gian dối cũng xin qua rồi, để lỡ ngày sau khi ta cần nhau có nỗi chút em vui ngày đầu. Vừa đến với ca khúc Xin Còn Gọi Tên Nhau với bốn bông hoa xinh đẹp. Và ngay bây giờ, trước khi đến với phần nhận xét của ban giám khảo, 15 giây dành cho 100 khán giả và hội đồng cố vấn bắt đầu. Xin được cảm ơn hội đồng cố vấn cùng với 100 khán giả. Và ngay bây giờ, chúng tôi xin phép mời ba vị giám khảo sẽ nhận xét. Đầu tiên xin mời danh ca Ý Lan. Chúng ta có bốn bông hoa tuyệt đẹp. Mỗi một bông hoa là một màu sắc khác nhau. Người mang số 1 đó là Phương Anh, em đẹp vô cùng. Và tiếng hát của em khi bắt đầu câu hát đầu tiên, nó đã mang đầy những sự dày dặn trong tiếng hát để chất chứa biết bao nhiêu là tình cảm ở trong đó. Cho nên cô Ý Lan khen em rất nhiều trong phần trình diễn vừa qua. Cảm ơn em. Cảm ơn tôi. Và cái người thứ hai đó là Lệ Ngọc. Bài hát vừa qua, Lệ Ngọc hát những cái nốt nhạc dày và thấp mà không bị những tranh phô. Tôi rất yêu thích cái phần trình diễn của em vừa qua. Cảm ơn em. Và người số 3 là Ngọc Hương. Ngọc Hương khi mà đến phần em hát là cái phần có những nốt cao nhất ở trong bài hát, thì giọng hát của em đã cao vút và mạnh khỏe và vẫn mang được tất cả những cái tâm tình của em muốn gửi gắm cho khán giả, cho chính em qua lời của bài hát. Cô Ý Lan thương lắm cái phần trình diễn của em vừa qua, rất là quý. Cảm ơn em. Và Lan Anh, một cô bé rất là bé nhỏ, từ thuở đầu cho đến bây giờ cũng vẫn là bé nhỏ. Một tiếng hát mà anh Đức Huy đã gọi là giống như là một tiếng hát thiên thần, phải không anh? Dạ. Hôm nay em chắc có lẽ là vì nghe chú Đức Huy nói giống thiên thần cho nên là mặc cái chiếc áo cũng rất là giống thiên thần ngày hôm nay. Xinh lắm. Cảm ơn em Lan Anh. Tuy nhiên về phần hát của em thì cô nghe hôm nay em có không được trội như là những hôm khác của em. Em hát bị tranh phô khá nhiều trong phần trình diễn của em, cho nên em để ý để mà học cái bài hát của mình cho nó kỹ hơn nhé. Xin cảm ơn cho phần trình diễn đầu tiên của bốn em. Xin cảm ơn danh ca Ý Lan. Và xin mời nhạc sĩ Đức Huy. Ngọc Hương, thì bạn có cái lợi thế là cất tiếng hát của mình vào đúng cái điệp khúc, mà trước đó là hai cái đoạn mà nó rất là trầm thì bạn nổi bật. Thế thì tôi nghĩ là có thể là không công bằng lắm, bởi vì bạn chọn được cái phần mà cao trào. Thế nhưng mà không, khi mà bài quay lại thì bạn cũng đang hát những cái nốt thấp rất tốt. Và cuối cùng là Lan Anh. Thì nếu mà bây giờ Lan Anh hôm nay còn cảm thấy một cái gì mà nó chưa có ổn á, thì phải nói chuyện với mình đi. Nói chuyện với chính mình xong rồi giải quyết cái thắc mắc đó để mà hát cho thoải mái. Hôm nay tôi chưa thấy cái sự thoải mái ở trong cái phần trình diễn của Lan Anh. Thật xin cảm ơn tất cả bốn người. Xin cảm ơn nhạc sĩ Đức Huy. Và chúng tôi xin mời nữ ca sĩ Đăng Trang. Trang cảm nhận là các bạn hơi hồi hộp. Giá như là các bạn bình tĩnh hơn chút xíu nữa thì mọi thứ nó sẽ tròn trịa hơn. Và cái Trang tiếc ở đây là
tất cả các bạn đều là những người có kinh nghiệm sân khấu rồi, cho nên đừng có để cho cái cuộc thi nó làm cho mình áp lực như là chơi. Cho nên Trang mong là các bạn cứ bình tĩnh thôi, chơi hết mình nhưng mà thoải mái lên. Và Trang hy vọng là những phần sau các bạn sẽ ngầu hơn nữa, sẽ giống như là rất là nghệ sĩ, rất là chơi, để cho khán giả thấy các bạn còn hơn như thế nữa, hơn nhiều như thế nữa nha. Chúc mừng bốn bạn. Xin cảm ơn nữ ca sĩ Đoan Trang. Sáng tác của nhạc sĩ Vũ Quốc Việt, cũng chính là giám đốc âm nhạc của chương trình Người Hát Tình Ca 2017. Có thể thấy là một cái kết nó rất là sôi động, nó rất là náo nhiệt. Và tôi có cảm giác là hình như là các bạn đã gần nhau hơn khi mà có những cái tương tác, đúng không ạ? Nếu như mà các cặp đôi của chúng ta đứng ở trên bục còn có khoảng cách rất là xa, thì khi bước xuống tôi thấy các bạn đã trở thành một nhà rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ chỉ có một cái tên sẽ nhận được chiến thắng với cái số điểm cao nhất trong ngày hôm nay. Nhưng mà chúng ta hãy cùng xem coi cái tên đó sẽ là do khán giả, ban giám khảo và hội đồng thẩm định dành cho ai. Và bây giờ là thời gian dành cho khán giả, hội đồng thẩm định và ban giám khảo bắt đầu. Xin được cảm ơn khán giả, ban giám khảo cùng với hội đồng thẩm định. Và bây giờ đây thì chúng tôi muốn nghe một số cái chia sẻ từ phía ba vị giám khảo cho cái tiết mục cuối cùng trong đêm nay. Có lẽ là chúng ta sẽ bắt đầu với lại vị khách mời trước. Xin mời nam ca sĩ Quang Linh. Mời anh.
Bây giờ trước mặt tôi có bốn bạn, thì tôi xin được chia ra thành hai cặp. Đầu tiên là Công Toại và Thi Dung, đúng không ạ? Hai em vừa hát tôi thấy là không có cái gì để chê, nhưng mà nói để khen tôi cũng chưa tìm ra được cái điểm gì để khen. Cặp còn lại là Thái Sơn và Lệ Ngọc. Thì ở Thái Sơn cũng có một vài chỗ là bứt phá, và em hát em có cái giọng em rất là bắt micro, nghe rất là dễ chiếm cảm tình. Ngọc thì rất là feeling, và em rất là thả hồn vào câu hát, từ phần hát cho đến cả phần diễn. Tuy nhiên theo cái cảm xúc trong tôi thì tôi vẫn ưu tiên cho bạn nữ hơn, bởi vì tôi thấy ở đây nữ nó có cái gì đấy nó mềm mại và nó feeling, và nó có cái chất kiểu một cô ca sĩ máu lửa với cái câu hát của mình, đang lột tả cái câu mà cô đang hát ở đó, và tôi chiếm ưu thế. Tôi xin phép được chọn Lệ Ngọc trong cái tiết mục vừa rồi. Và với danh ca Ý Lan, xin mời chị. Tôi nghĩ rằng là bài hát vừa qua đó thì nó lại không vào thể loại của Công Toại cũng như là Thi Nhung. Khoan, cho em bổ sung đi. Em xin đồng ý hoàn toàn 100% với cái ý kiến của chị Ý Lan vừa đưa ra. Đúng là thiệt thòi cho hai bạn, bởi vì cái này nó không vào cái style của bạn, cái gu nhạc của hai bạn, cho nên là chính vì vậy Quang Linh mới nói là hai bạn hoàn thành một cách cho nó xong, đại loại thế. Và cũng xin được nhắc thêm một tí là cái sự lựa chọn giữa hai bạn bên này đối với tôi là rất là khó khăn, bởi vì cái sự chênh lệch của hai bạn không hề xa một tí nào cả, rất là gần, xích xác nhau vô cùng luôn. Nhưng mà cuối cùng là tôi đưa nay tôi chọn bạn nữ thôi. Xin cảm ơn và mời chị Lan nói tiếp ạ. Thật sự ra thì đúng như là cái cách nhìn của cô Ý Lan và nghe thì Thi Nhung và Công Toại hát bài này không có cái gì để chê thật. Tức là từng nốt nhạc hát đúng, không bị chênh phô, không gì cả. Nhưng mà cái hồn của bài hát chưa đạt được nhá. Thì còn riêng lại về Thái Sơn và Lệ Ngọc thì đúng là em nói đúng đó. Quang Linh, chị cũng thấy rằng là bây giờ phải lựa chọn một trong hai người này thì không phải là điều dễ. Em đã lựa chọn Lệ Ngọc, chị cũng đã rất thích Lệ Ngọc trong bài hát này. Nhưng mà thôi, cho tôi chọn Thái Sơn đi. Vâng, cho tôi chọn Thái Sơn đi. Tại vì Lệ Ngọc tôi cũng thích, Thái Sơn tôi cũng thích, mà Lệ Ngọc đã được chọn rồi thì cho tôi chọn Thái Sơn. Xin chúc mừng. Như vậy là mỗi người đang được một phiếu. Và chúng tôi... Bây giờ cái điều quan trọng là anh đây. Đây, cái điều quan trọng là nhạc sĩ Đức Huy, anh sẽ quyết định cái số phiếu của anh. Cái bài vừa rồi nó nhắc nhở tôi đến một bài rất nổi tiếng của Mark Anthony, một bài Cha Cha. Và với cái tiết tấu này và với cái sự mà trình diễn máu lửa của ban nhạc thì phải nói là tôi rất thán phục cả bốn bạn. Bây giờ tôi nói thứ tự ai thán phục nhất nhé. Thán phục nhất phải là Công Toại. Thứ nhì đó là Thi Nhung. Thứ ba là Lệ Ngọc. Và cuối cùng là Thái Sơn. Tôi thán phục cái mà các bạn có thể thản nhiên trong khi cái nhịp như thế. Các bạn không lắc lư gì cả. Các bạn đã gọi là đạt đứng đến một cái gọi là mức tu hành cao độ để mà các bạn có thể chống lại những cái mà giật dừa của cái nhịp điệu âm nhạc như thế. Thế thì Thái Sơn á, có vẻ như là người có tự tin nhất thì cũng lắc lư, nhưng mà kiểu như là dạ để có cho vui vậy thôi. Miễn nhiễm của cái nhạc dực đối với các bạn nó cao quá. Các bạn cứ là thản nhiên thế thôi. Còn trong khi tôi ngồi đây thì tôi bảo ngồi im không? Ngồi im đi ông già. Ông già ngồi im coi. Nhưng mà nó không được, nó cứ như thế này thôi. Thế thì tôi không hiểu là tại sao các bạn không chịu thư giãn một tí để cái nhạc nó đưa các bạn đến và cái cõi tiên thì nó hay biết bao nhiêu không? Và thế thì nói nhanh đi chảy. Hôm nay tôi rất ấn tượng và nãy giờ tôi ấn tượng. Và tôi đồng ý với cô Ý Lan là tôi sẽ chọn Thái Sơn. Thank you.
sương rơi heo mây, buồn ngơ ngác bóng chim bay, mây tím sang sầu đó đây. Ngày đi chiều mang sầu tới, làn sương chiều thu lá rơi, tiếng mưa rơi đều trên
chiều buồn qua mau nhức nhối trong anh từng đêm ngồi ôm thương nhớ nghe con tim anh lạnh giá. Em đâu có ngờ mối duyên đầu tựa như chiếc lá thu xoay trong bão giông ngỡ xin mình được đợi chắp cánh bay tình sao chua xót nhức nhối trong anh từng đêm. Thôi em nhé, ta chia tay nhau từ đây. Nghe đêm đang thở dài, tình trót trao đây xa thật rồi. Biết không người, dòng lệ trao trên mắt ai. Xưa qua bao phố quen, từng nhịp chân vui khi có nhau. Để bây giờ còn bước em cô đơn lạc loài. Thôi anh hãy về, cứ yên lòng rồi giông tố sẽ qua. Em mong tháng năm sẽ chôn vùi tình đầu tiên khó quên. Chờ cơn mưa tới xóa hết nỗi đau trên mình. Ừ, thôi em nhé, ta chia tay nhau từ đây. Ừ, thôi em nhé, ta chia tay nhau từ ca khúc Thôi Anh Hãy Về cùng với phần thể hiện của thí sinh Lều Phương Anh và Thái Sơn. Đây chính là cô gái đã làm cho chàng trai của chúng ta thổn thức. Quý vị hãy xem chân dung của cô gái này. Đó. Đây chính là cô gái đã làm cho trái tim của chàng trai này đau đớn. Đó chính là Lều Phương Anh. Đó. Thưa quý vị, Thôi Anh Hãy Về cùng với thí sinh Thái Sơn và Lều Phương Anh. Và bây giờ chúng tôi xin mời phần chia sẻ nhận xét từ phía ba vị giám khảo. Đầu tiên Nguyên Khai xin mời ca sĩ Phương Thanh. Trong tiết mục này á, thật sự lại cân tài cân sức với nhau. Hát hòa quyện dễ thương vô cùng nhẹ nhàng. Chỉ có Sơn hơi lõm xíu đầu xíu thôi, chưa tập trung chút xíu thôi. Đây là một tiết mục và phải nói là hát rất là tình cảm, đầy đủ cảm xúc trong một bài hát. Không có bắt được cái lỗi gì hết trơn. Dạ, thế còn với nhạc sĩ Đức Huy à? Hai người hát xong ca bài này khá tròn trịa. Riêng Lời Phương Anh thì hát thấm thiết hơn, hát mượt mà hơn và cái tình cảm đặt trong cái bài hát nó được liên tục. Thái Sơn thì có lẽ là bởi vì cái câu đầu tiên mà bạn cất giọng lên nó đã bị chênh, thành ra nó làm cho một cái khởi đầu nó không có được tự tin cho lắm. Tôi nghĩ là nếu mà cái nhả chữ, cái ngắt câu của bạn mà nó liên tục, nó mượt mà hơn thì có lẽ là nó sẽ hay hơn nhiều. Xin cảm ơn hai bạn. Xin cảm ơn nhạc sĩ Đức Huy, xin mời nhạc ca Ý Lan. Cô Ý Lan nghĩ rằng là bài hát này đó, Thái Sơn thật sự là đã bị tranh phô rất nhiều từ đầu bài cho đến cuối bài. Và Lều Phương Anh, một giọng hát rất sáng cho bài hát này. Tuy nhiên, em cũng bị tranh phô trong bài hát này không ít. Em đang có em bé trong bụng nữa, thành ra chắc chắn là em đã mệt. Tuy nhiên, trong phần trình diễn của bài hát này, cô vẫn cảm nhận Lều Phương Anh nắm chắc con đường đi hơn là Thái Sơn. Cảm ơn hai em rất nhiều. Xin cảm ơn ban giám khảo. Có một tình tiết nó khá là thú vị trong cái phần dàn dựng này. Tức là cô gái này bỏ chàng trai ra đi vì một cái sự thu hút của một người đàn ông khác. Đáng lý ra đó thì sau khi mà lấy cái bức ảnh này ra thì nó không sẽ lộ diện. Dạ, em xin phép. Yeah. Thật ra thì bài hát này thì em hát chưa có thiết tha lắm. Tại vì không chỉ là em mê mẩn cô gái này thôi, nhưng mà một bức tranh mà em cũng rất là tâm đắc trước là em mê mẩn một người hơn một tí ạ.
Đó là cái người đàn ông trong câu chuyện của chúng ta. Thôi anh hãy về. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với quyết định của ban giám khảo. Đây là hai thí sinh của đợt đấu cuối cùng. Và quyết định của ban giám khảo sẽ dẫn đến một người sẽ nhận chiếc vé may mắn bước tiếp vào vòng tiếp theo, và người còn lại sẽ phải chia tay với chúng ta. Và chính vì vậy, chúng tôi xin mời ban giám khảo sẽ đưa ra quyết định của mình. Đầu tiên, chúng tôi xin mời nhạc sĩ Đức Huy. Trong trường hợp này, không khó lắm cho tôi để quyết định. Tôi sẽ chọn Lê Phương Anh. Một phiếu cho Lê Phương Anh. Xin chọn hai người đẹp. Xin mời danh ca Ý Lan. Lê Phương Anh. Lê Phương Anh. Và cuối cùng, ý kiến của nữ ca sĩ Phương Thanh. Giờ chị có chọn Thái Sơn cũng đâu có vào kịp nữa rồi. Vì hai phiếu là thắng một phiếu rồi. Thôi chị dồn phiếu cho Lê Phương Anh luôn. Xin chúc mừng Lê Phương Anh. Và như vậy với 3 phiếu, Lê Phương Anh là người đã bước tiếp vào vòng tiếp theo của chương trình Người Hát Tình Ca 2017. Cảm ơn Thái Sơn rất nhiều, bạn đã đến với chương trình này. Giọt nước rơi, hành giọt sầu rơi rơi, lệ vẫn tuôn khóc tình ta nát tan. Thu vẫn trôi, giờ biết ly đến. Em về đi, anh vẫn đứng đây. Nhìn lá rơi, nghe lòng ta tan nát. Từng sắc hoa phai tàn theo cuối thu. Em cứ đi, tìm vui nơi khác. Đừng nên thương xót anh mà chỉ. Cuộc tình thứ nhất anh đã chắc trao về em. Tình yêu đầu tiên, tình yêu rất đậm đà và nhiều xót xa. Người yêu quá hững hờ, lạnh lùng với anh. Đừng chạy theo bao cuộc vui. Chờ em nơi đó có biết bao nhiêu người. Tình nhân trai gái đó đây em hẹn hò. Chỉ còn mỗi anh đợi chờ đứng trông mà nghe bua giá. Mỗi khi anh hoàng hôn rơi xuống, tình ngỡ quên phai tàn theo tháng năm. Những dáng quen lại theo bóng tối. Trở về đây để anh nhớ thương. Còn rất rơi những tàn cho năm cũ. Sưởi ấm tim cho lòng thôi ra bằng. Thôi nhé em, tình duyên đã hết. Và anh xin giữ ấm hương tàn trò. Cuộc tình thứ nhất anh đã chắc trao về em. Tình yêu đầu tiên, tình yêu rất đậm đà và nhiều xót xa. Người yêu quá hững hờ, lạnh lùng với anh. Đừng chạy theo bao cuộc vui. Chờ em nơi đó có biết bao nhiêu người. Tình nhân trai gái đó đây em hẹn hò. Chỉ còn mỗi anh đợi chờ đứng trông mà nghe buốt giá. Thăm đôi vai gầy cuộc tình thứ nhất anh đã chắc trao về em. Tình yêu đầu tiên, tình yêu rất đậm đà và nhiều xót xa. Người yêu quá hững hờ, lạnh lùng với anh. Tình chạy theo bao cuộc vui. Chờ em nơi đó có biết bao nhiêu người. Tình nhân trai gái đó đây em hẹn hò. Chỉ còn mỗi anh đợi chờ đứng trông mà nghe buồn giá. Vừa đến với phần biểu diễn của nam ca sĩ Hoàng Bách với một ca khúc nhạc Nhật lời Việt rất nổi tiếng, ca khúc Tàn Tro. Và cảm ơn anh đã mang đến một ca khúc mà có thể gắn liền với tuổi thơ của rất là nhiều người đã nghe ca khúc này.
xin cảm ơn Nguyên Khang và cảm ơn quý vị đã dành cho Hoàng Bách cũng như chương trình những sự cổ vũ rất là lớn lao. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin cảm ơn anh rất nhiều. Bao nhiêu năm ngày ấy buổi chia tay, trang lưu bút bao nhiêu điều gói ghém, Phúc Vấn Vương chưa một lần hò hẹn, ta ước gì sẽ được gặp lại nhau. Vừa đến với ca khúc Lưu Bút Ngày Xanh với phần trình diễn một giọng hát rất ngọt ngào và đầy cảm xúc của Thi Nhung. Và bây giờ chúng tôi xin mời 100 khán giả có mặt tại trường quay, ba vị giám khảo và hội đồng thẩm định xin hãy dành những sự yêu mến thông qua những số điểm bình chọn. Thời gian bắt đầu. Và bây giờ chúng tôi xin được mời nhạc sĩ Đức Huy sẽ đưa ra lời nhận xét của mình đầu tiên. Xin mời anh. Thi Nhung vừa hát xong một bài bolero rất là nức nở, rất là níu kéo, rất là lâu để cho một nốt từ leo từ cái vị trí dưới nó một tông lên đến kia. Nhất là hai nốt cuối của mỗi câu. Tôi nghĩ là bạn kéo nó hơi lê thê quá. Không biết là tôi phải nói bao nhiêu lần về cái sự nhấn nhá. Tại vì cái nhấn nhá, cái mạnh nhẹ là nó làm ra hết tất cả câu chuyện mà mình không cần giải thích. Nhưng mà xin chúc mừng em đã hoàn tất bài hát. Xin được mời Á Hậu Thúy Vân chia sẻ. Thì ngày hôm nay thì trên sân khấu này chị Nhung diễn với một cái dàn dựng. Cái khoảnh khắc chị cầm trái cầu lên đó, em nói, ôi, đã làm được rồi. Tại vì nó chỉ một cái chi tiết rất là nhỏ thôi, nó cũng thể hiện là chị thật sự, chị hòa mình vào với cái ca khúc này và hòa mình vào những cái câu chuyện mà chị muốn truyền tải đến. Thúy Vân nghĩ đây là một phần trình diễn thành công của chị. Còn về hát thì tất nhiên là mỗi người sẽ có một cảm nhận khác nhau rồi. Nhưng mà riêng Vân thì Vân thích giọng hát ngọt ngào của chị. Cảm ơn chị. Xin cảm ơn Á Hậu Thúy Vân. Bây giờ thì chúng tôi xin mời chia sẻ của danh ca Ý Lan ạ. Xin mời chị. Thi Nhung trời xanh cho sở hữu được một cái giọng hát cao. Cái giọng hát cao đó thì hát vào dòng nhạc bolero thì nó đúng quá rồi. Giống như anh Đức Huy có chia sẻ và chỉ dẫn thì em nên để ý. Chẳng hạn như một vài nốt mà thay vì em lên thẳng cái nốt, tại vì giọng em tha hồ để mà em bắn cái nốt nó lên, nghe nó sướng tai lắm. Thì có lẽ là em cũng muốn dùng cái kỹ thuật để làm một cái võng một chút xíu để cho nó có cái sự tình tự. Cô Ý Lan hiểu Thi Nhung ở cái chỗ này. Nhưng mà nếu mình không khéo cư xử ở cái nốt đó mà mình làm nó quá đi thì cái người nghe người ta sẽ cảm thấy trước tiên là nó nặng nề. Thứ hai nữa là nó có thể đưa cho cái tai người nghe có thể nó hơi phô phô như thế nào đó, cứ tìm mãi rồi nó mới đi đến được cái đích, cái nốt của nó nhá. Đó là cái điều mà anh Đức Huy muốn chia sẻ lúc nãy. Em nghĩ vậy đúng không anh? Đúng, đúng. Dạ. Cô Ý Lan nhắc hoài Thi Nhung một cái điều là Thi Nhung phải để ý phát âm. Cô nghe sơ sơ đó, thì là cô thấy có hai cái chữ để cô chỉ cho Thi Nhung là khắc vào tim mình phải không? Dạ. Vào tim. Nhưng mà Cương lại hát khắc vào tiêm. Tiêm tức là tiêm chích ạ. Dạ. Nha. Đó, thành ra cái đó là để ý cái điều đó. Rồi cái hoa là hoa gì? Hoa màu tím đúng không? Dạ. Thì lại là hoa màu tím là không đúng. Nha. Thành dạ. ra để ý hoa thì hoa màu tím mà khắc thì khắc vào tim. Cuối cùng rồi mình vẫn thế, có sao đâu, không chỉ em cho hai má hồng được gì.
lệ này dành để mai đây về cùng người khóc giữa đêm vui. Hơi đau mà xót thương thân anh. Những ngày còn nồng ân ái giữa đôi ta, giữa đôi ta đã bao cách thì còn trắng áo tay trơn, nên anh đã biết được ngày nay. Em ơi anh vẫn biết rằng con chim quý phải ở lâu son, anh không trách là em mà em ơi anh chỉ trách em, trách em sao em không nói thật lòng mình, sao em gian dối để làm gì. Hãy nhìn một lần sau cuối trên ly bôi uống đi em, sao em mắt một đường tàu biết mấy sân ga. Xin em xem anh như một khá nhỏ dọc đường. Cuộc tình nào rồi cũng phôi phai, một đường tàu biết mấy sân ga. Ta bỏ đi rồi mà chỉ đứng chỉ thôi, em về với đội của anh đi. Dạ, cảm ơn em. Xin mời Đình Phước đến từ Bình Phước ra đây. Cái tên của bạn này đó mà dễ có thương, cả xuất xứ luôn. Em thấy nó có duyên, dễ thương. Đình Phước đến từ Bình Phước. Dạ. Bây giờ thì chúng tôi xin dành 15 giây dành cho khán giả của chúng ta để cho chúng tôi biết cái ý kiến của quý vị. 15 giây bắt đầu. Xin cảm ơn 100 khán giả có mặt tại trường quay. Không biết là ba vị đang ngồi đây thì khi mà thấy phần biểu diễn của Đình Phước thì có thấy nó có một cái nét gì rất là giống giống, giọng hát cũng như là cái ánh mắt rất là giống một nam ca sĩ hải ngoại mà Nguyễn Khang đã từng theo dõi thì thấy rất là giống, đúng không ạ? Và bây giờ Nguyễn Khang xin mời phần nhận xét của ba vị giám khảo. Đầu tiên xin mời chị Thanh Hà nhận xét trước. Mời chị. Đình Phước ơi, chị không quan tâm là em hát giống một người nào và như thế nào, chị không quan tâm. Chị thấy rằng em thể hiện ca khúc này thật là trọn vẹn. Thứ nhất, từ cảm xúc mềm mại vừa phải, nức nở có nhưng mà nó không có gọi là khóc cái kiểu kêu gào. Chị lại thích cái kiểu đó của em. Và em hát nốt cao cũng tốt, nốt thấp cũng tốt. Em hát giỏi lắm, chị rất thích. Cảm ơn chị. Vậy xong rồi hả chị? Đủ rồi, trọn vẹn luôn. Hầu như là chỉ toàn lời khen thôi anh Huy, không có một cái điểm nhược điểm nào cả. Tôi không đồng ý Thanh Hà. Dạ, yeah. Anh vô đi, anh mời anh. Dạ. Yeah. Tôi nghĩ là Đình Phước từ Bình Phước hơi nức nở nhiều. Cái bài này có đến không khoảng đến, nếu mà tôi nhớ không lầm, trên dưới 10 lần bản nức nở. Tôi đề nghị là bớt đi thì nó sẽ gây sự chú ý hơn. Bởi vì bạn càng thêm vào những cái đó thì lại càng nhắc nhở đến một cái giọng hát mà bạn bị ảnh hưởng. Ngay cả cái phong cách trình diễn cũng thế. Và tôi mong rằng bạn sẽ biết cái gì ưu điểm của mình và khai thác cái đó, sáng tỏa trên chính những cái gì là của mình. Xin cảm ơn. Em thì em nghĩ như vậy. Em nghĩ như vậy nè. Dĩ nhiên là Đình Phước phải có thần tượng và đam mê và thích một tiếng hát nào đó. Dĩ nhiên thôi anh. Rồi. Tại vì người ta đã thành danh thì bây giờ em này mê thích
thì phải hát giống như rồi. Em thế đã từng mê nhạc của anh vậy đó. Và em đã hát nhạc của anh rất nhiều. Thấy không? Cho nên là mình mê người đó, mình hát ảnh hưởng một tí. Không sao. Rồi từ từ em mới lột xác được. Sau chương trình này nè, đêm mai đêm mốt thôi em sẽ hát khác, chị bảo đảm. Và nếu có thể thêm được một chi tiết nhỏ đó, nghe lại những cái chữ nhấn nhá của mình, cái chữ nào không quan trọng đừng nhấn mạnh quá, mà chẳng hạn không cần lớn, nhỏ lại. Cảm ơn nhiều. Dạ, cảm ơn anh Đức Huy. Trước tiên là Đình Phước có một hình dáng, một cái phong cách của một người nghệ sĩ, một người ca sĩ khi bước ra sân khấu. Rồi cái điều thứ hai nữa là chị Lan nghĩ rằng là em hát bài hát này rất tốt đó. Khi mà anh Đức Huy nói rằng em nhấn nhá nhiều hay là em hát nó quá nhiều cảm xúc, thì chị nghĩ rằng những cái chữ hát trong một câu của em đó, hầu như không có một câu nào mà em không có những cái chữ mà để em biểu lộ cảm xúc của mình. Nó trở thành cái chữ hát của mình đó, nó bị vỡ ra. Nếu mà lâu lâu một chút em cho một chút cái sự vỡ òa đó, nó sẽ cho cái người nghe, người ta cảm nhận được là cái nỗi đau ở trong em nó cũng có những lúc em giấu kín, rồi những lúc thì em tuôn trào ra. Còn đây đó, nếu mà em hát nó nhiều quá, những cái chữ để mà vỡ ra như vậy làm cho cái bài hát nó trở thành như là người ta biết trước là em sẽ sắp sửa vỡ òa ở những cái chữ nào sắp tới. Thành ra em để ý cái điều đó thôi. Thật sự ra bài hát của em đã chinh phục được sự thưởng ngoạn của chị Y Lan. Cảm ơn em. Cảm ơn. Nguyễn Khang hy vọng rằng ngày hôm nay với phần thể hiện rất là tốt của mình, nhưng mà bạn còn một số cái chưa có hoàn thiện thì cứ yên tâm, và tuần sau chúng ta sẽ cố gắng hoàn thiện hơn, đúng không ạ? À? Và tôi tin chắc là bạn sẽ tỏa sáng hơn nữa ở những vòng sau. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với số điểm của ba vị giám khảo. Và lẽ dĩ nhiên thì người mà cho điểm đầu tiên không ai khác phải là danh ca Thanh Hà. Mời chị. Chị phải đứng lên. Sao vậy nhìn chị? Nhìn em cho kỹ. Dạ. Ngoài đẹp trai ra em cười rất là duyên nữa. Anh nghĩ, em xin lỗi, anh nghĩ như thế này nè, em đến gần hơn, em cảm ơn chị Thanh Hà với những cái lời nói của chị. Em có thể dành cho chị một không, cái không, nhưng mà đến gần quá cả, đó em. Đó, đó, gần một tí nữa đi em. Một tí nữa, gần lại nữa đi, nữa đi em, nữa đi em. Tới nữa chị đó, muốn đó. Em gần hơn. 10 điểm. Thực sự không phải vì đẹp mà cho thêm điểm đâu. Tại vì hát tốt, hát hay. Điểm là điểm ca hát chứ không phải điểm đẹp. Bây giờ chúng tôi xin mời số điểm của nhạc sĩ Đức Huy, mời anh. Tôi gửi Đình Phước 9 điểm. 9 điểm. Xin mời danh ca Ý Lan. Ý Lan xin cho 9.5. 9.5 điểm. Rồi, xin chúc mừng bạn. Dạ, em xin cảm ơn ba vị hai giám khảo. Rồi, cảm ơn em rất là nhiều. Xin cảm ơn em. Hãy lắng nghe khúc nhạc bừng lên rộn ràng ngất ngây, chân vui bước mê say, đôi cuộc tim cùng xin ông che. Nhớ nhé em đêm nay mình vai kề vai đắm say, cho câu hát xa bay, cho niềm tin chào dâng ngày mai. Nhìn vầng trăng khuya treo lẳng lơ, ánh mắt em say trong mộng mơ, và tình đôi ta như muôn bài thơ, nghe hồn chơi vơi người yêu hai. Là cùng vui lên em, thắp sáng lên tình yêu, đến với nhau đêm nay, mình quay cuộc trong ngất ngây. Let's go. Da 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 da. Hát lên em ơi, khúc ca nồng say tuyệt vời. Khúc ca nồng say tuyệt vời. Khúc ca nồng say tuyệt vời. Bừng lên rộn ràng ngất ngây, chờ vui bước mê say, đôi cuộc tim cùng xin ông chơi. Nhớ nhé em đêm này mình vai kề vai đắm say, cho câu hát xa bay, cho niềm tin chào dâng ngày mai.
trong mộng mơ. Và tình đôi ta như muôn bài thơ, nghe hồn chơi vơ. Một sáng tác của nhạc sĩ Ngọc Sơn với một ca khúc sôi động đã mở màn rất tuyệt vời cho đêm thứ ba của chúng ta, Người Hát Tình Ca 2017. Xin giới thiệu Ngọc Minh, Xuân Nghi, Ngọc Ánh và Thi Nhu. Và bây giờ thời gian dành cho hội đồng cố vấn, ban giám khảo và 100 khán giả có mặt tại trường quay, 15 giây bắt đầu. Thưa quý vị, đã hết thời gian mình chọn, có thể thấy là ở vòng đấu loại này thì không khí vô cùng sôi động, náo nhiệt. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của ban giám khảo. Xin được mời bắt đầu nhạc sĩ Đức Huy, mời anh chia sẻ. Cảm ơn các bạn đã cho cái bài hát mở màn thật là sôi động, thật là hứng khởi. Tôi chú ý nhất là cái người đứng bên trái của tôi. Hôm nay bạn rất là xuất sắc, bạn rất nổi. Và hình và tôi thích bạn hôm nay với cái nhịp điệu sôi động này, thì hình như là bạn như là cá bơi dưới nước á, nghe thích lắm. Rồi kế tiếp là Xuân Nghi, cái áo đỏ tuyệt đẹp cũng gây sự chú ý, hôm nay bạn hát rất tốt. Và Ngọc Ánh, trong cái ca khúc này bạn chưa có để cái mic nó sát cái miệng quá, thành ra có một vài chỗ không được nghe rõ. Thi Nhung, tôi rất ngạc nhiên khi mà từ cái dòng nhạc vọng cổ, rồi hôm qua nhạc trữ tình, mà hôm nay bạn hát bài này quá tốt. Xin thành thật chúc mừng tất cả các bạn. Xin cảm ơn nhạc sĩ Đức Huy, xin mời nữ ca sĩ Đoan Trang. Cái điều mà Trang tiếc là tại sao các bạn phải bị đứng ở trên bốn cái bục đó. Trời ơi, nhạc cha 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 nó đã ơi là đã luôn, chẳng thèm dậy muốn chết luôn. Bốn bạn phải đứng ở trên đó, thành ra là bốn bạn không có thoải mái được, đúng không? Rồi còn về phần giọng hát thì cực kỳ là Trang cực kỳ ấn tượng với giọng hát của Ngọc Minh. Tại vì giọng hát của Minh rất là sáng, và trong đó nó có một cái gì đó rất là gợi cảm đó. Rồi Xuân Nghi cũng vậy, giọng hát rất là nội lực. Và Trang cũng hơi tiếc cho Ngọc Ánh với lại Thi Nhung, là các bạn hát mấy cái đồ mà cha cha Latin đó, thì bây giờ nếu như mà ban tổ chức hoặc là đạo diễn cho mà đứng trên cái bục đó, thì các bạn cũng phải sexy cái cơ thể của mình, cũng phải vai, cũng phải tay, ánh mắt hay như thế nào. Các bạn hát cha 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 mà các bạn hơi hiền, thì cái điều đó Trang hơi tiếc ha. Chúc mừng các bạn, chúc mừng. Và chúng tôi xin mời danh ca Ý Lan. Những điều mà Ý Lan muốn nói thật sự ra là hai người này nói hết thật, chứ không phải không nhá. Thành thử ra đối với riêng Ý Lan vẫn cảm thấy rằng là Ngọc Minh sáng tỏa nhất trong cái phần trình diễn này. Tỏa sáng. Thật sự ra đó là khi Ngọc Minh hát, không phải là chỉ là hát với một cái giọng hát khỏe hay là sáng trong sáng không, mà Ngọc Minh còn trình diễn nữa, đúng theo điệu nhạc, sôi nổi. Cái điều này rất là quan trọng cho một người ca sĩ. Còn riêng về Xuân Nghi, Xuân Nghi, giọng của Xuân Nghi rất là dày, rất tốt. Tuy nhiên đúng là bài hát này hình như là nó vẫn chưa có đúng với lại cái thể điệu để mà cho em hát, cho nên em vẫn còn có một cái điều gì đó em giữ lại trong em. Ngọc Ánh giọng lúc nào thì đối với Ý Lan cũng là một cái giọng hát tuyệt diệu, rất là đẹp. Tuy nhiên trong cái bài hát này em cũng không nắm chắc được cái nhịp điệu để cho nó ra một cái bài hát mà nó có nhiều syncope, nó có nhiều cái chỗ nhấn nhá. Vâng, nhấn nhá. Chắc có lẽ nó không phải là cái dòng nhạc thường xuyên em hay hát. Đó, em không có phải sở trường về điều này, chị hiểu. Rồi, còn riêng về Thi Nhung. Thi Nhung thì đúng y như rằng tuần trước Thi Nhung đã hát những cái câu vọng cổ rất là đặc biệt,
rất là hay. Và hôm nay phải đi ra đây là nhún nhảy một cái điệu nhạc nó rất là sôi nổi như vậy. Thì thôi, chúng ta cứ cho hiểu rằng là mỗi một người ca sĩ là đều có những cái sở trường riêng của mình. Vỗ tay để mà hoan nghênh tất cả cái sự nỗ lực của các em. Em giờ phút đêm nay đang ở đâu? Hãy bước chân chung vui cùng ai? Lặng lẽ ra đi không một lời, để lại đây bao nỗi cô đơn. Anh dù bấy lâu ta luôn gần nhau, nhưng trái tim kia không hề yêu. Giờ mình anh lang thang dưới ánh trăng khuya, con tim buốt giá của anh hiểu. Ôi đêm nay với bao kỷ niệm, bao trời với đắm chìm vô vọng. Khi đâu ai có biết lòng anh. Chờ mong dù đã biết tình chia. Khi em quay bước ra đi, một mình anh cô đơn buồn tê, và bao nhiêu mong ước trao nhau giờ tan theo mây bay. Lệ rơi sẽ nát cõi lòng. Vừa đến với ca khúc Đêm Cô Đơn với phần trình bày của ba thí sinh Ngọc Ánh, Phương Anh và Khắc Minh. Và có thể thấy ở phần trình diễn đầu tiên trong tiết mục tam ca này, mỗi một người đều có những cái cung bậc cảm xúc khác nhau khi cùng thể hiện một ca khúc. Và cho phép chúng tôi xin được mời người nhận xét đầu tiên trong hàng ghế ban giám khảo sẽ đưa ra những chia sẻ của mình. Xin được mời nhà báo Trác Thúy Miêu, xin mời chị. Một đêm cô đơn nhưng mà rất là đông đúc, không hề thấy cô đơn tí nào. Đúng không? Mình có đến ba câu chuyện, ba nhân vật. Khúc hát rất là đều đặn ngay từ khi mà Khát Minh cất tiếng hát đầu tiên, nó là sự ấm áp đầy đặn. Nhưng mà sự ấm áp đầy đặn đó được chồng lên bởi hai giọng hát cũng không kém phần đầy đặn, cho nên nó bị đầy quá. Cái sự trống vắng hoang hoải đó chưa nhìn thấy. Tôi chỉ ước là với ba cái giọng ca đầy đặn như thế này, mình tạo được một cái bậc thang cường lực chồng lên đầy đặn hơn về sau và tạo cao trào ở giọng nam cao cuối cùng, hoặc là mỗi bạn tạo ra được một không gian riêng để chúng tôi có thể phân biệt được ba câu chuyện tự sự khác nhau. Xin mời, cảm ơn chị rất là nhiều. Xin mời ý kiến chia sẻ của nhạc sĩ Đức Huy. Với một cái tiết mục tam ca hòa hợp như thế này thì tôi nghĩ là
không nên bỏ thì giờ nhiều để mà đi tìm cái chi tiết mà cái tựa đề của bài hát nó đưa ra là cô đơn hay không. Và riêng về cái kỹ thuật của bài này thì tôi thấy ba bạn tương đối khá hòa quyện. Hai bạn hát và cũng chừa chỗ cho những người bạn hát của mình. Tôi rất thích bài này. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn anh. Xin mời danh ca Ý Lan. Cái sự hòa hợp với nhau trong một bài hát với ba tiếng hát thì cần phải có được chia rõ hơn là những câu hát và những nốt nhạc để mà bè với nhau mà đừng có bị nhòa. Tuy nhiên đây cũng chỉ là một bài hát mở đầu chương trình ngày hôm nay. Đương nhiên các em bước ra sân khấu đầu tiên cũng phải có những cái điều mà nó hơi còn hồi hộp, lo lắng một chút. Nhưng mà đẹp lắm, đẹp nhất là ba cái màu trắng, màu nhạt này. Xin chúc mừng phần trình diễn của các em. Tháng đông trời tháng năm mà nghe lạnh lạnh khi em về ngồi nghe biển hát chiều quá nhanh như em xa anh. Mai em về mình không đưa nhau lời cảm ơn giữ lại cho người một nụ cười thôi cũng đủ. Mai em về ta không đưa nhau đứng chung đôi, làm người ở lại bao giờ cũng buồn như nụ cười hương chẳng còn ngang hương. Em đi rồi còn chỉ em ơi, bao yêu thương cũng theo người rồi. Em xa rồi, trời buồn không nắng, mưa sẽ buồn, ai phủ tóc em. Làm người ở lại có bao giờ vui khi tình nhân không còn đơn. Tháng năm phai tàn úa màu, em xa rồi nụ cười đã tắt, người ở lại có bao giờ vui. Em xa rồi nụ cười đã tắt, người ở lại vừa đến với bốn chiến binh với phần hòa giọng trong một sáng tác của nhạc sĩ Lê Đức Long, ca khúc Tiễn Đưa. Xin giới thiệu ở vị trí số 1 Đình Phước, ở vị trí số 2 Công Toại, vị trí số 3 Ngọc Khánh và vị trí số 4 Khắc Minh. Và bây giờ 15 giây dành cho 100 khán giả và hội đồng cố vấn bắt đầu.
Xin được cảm ơn 100 khán giả và hội đồng cố vấn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu phần nhận xét. Đây cũng là bốn màu giọng khác nhau. Và với phần nhận xét đầu tiên, xin bắt đầu với ca sĩ Đoan Trang. Xin mời. Trang rất là thích cái chương trình này ở cái chỗ là đầu tiên là các bạn được hát live. Cái thứ hai là mình được xem các bạn đã từng thi thố các cuộc thi khác và các bạn đã có một chút kinh nghiệm sân khấu rồi. Bây giờ các bạn đứng ở đây, các bạn hát nhã chữ rồi giọng hát tất cả mọi thứ rất là đẹp. Cái đó là cái Trang cảm thấy rất là hứng thú khi mà được ngồi ở đây. Rồi thêm một cái nữa là tất cả các bạn được hòa quyện với nhau trong cùng một bài hát. Nó là một cái điều rất là hay, nhưng mà đồng thời cũng là cái thử thách cho các bạn. Bởi vì các bạn phải làm sao để khác các bạn đối thủ khác. Thì ở đây bốn bạn đang làm được cái điều đó, mỗi bạn một màu sắc. Cái điều đó là cái điều Trang rất là thích. Bạn Đình Phước, bạn có một cái giọng rất là dày nhưng mà lại rất là sáng đó. Còn Công Toại thì giọng của bạn rất là tự nhiên. Có những cái từ, có những cái nốt và những cái chữ bạn hát chèn bẹt thôi như vậy đó, nó không có gọn tí nào hết, nhưng mà cái kiểu đó là cái kiểu của cái dòng nhạc của bạn, cái kiểu trữ tình, cái kiểu bolero nó như vậy đó. Rồi cái mà Trang cảm thấy rất là ấn tượng ở Ngọc Khánh á là cái chất giọng của bạn khác biệt với ba người này, nhưng mà bạn vẫn không có quan tâm là bạn phải hát làm sao để phù hợp với ca khúc này, mà bạn hát theo cái cách pop, phong cách pop của bạn. Cái đó là cái giữ cái hình ảnh của mình, cái màu sắc của mình trong cái bản hợp ca này. Còn với Khắc Minh thì chị đặc biệt rất là ấn tượng giọng hát của em, rất là trầm, rất là ấm, vẫn thổn thức. Chúc mừng bốn bạn. Xin cảm ơn nữ ca sĩ Đoan Trang. Và chúng tôi xin mời nhạc sĩ Đức Huy. Đình Phước là người nức nở nhiều nhất. Công Toại, bạn hát như là đang kể lại một cái chuyện buồn. Người ở lại có bao giờ vui đâu. Bạn đã đưa được cái thông điệp đó đến cái người nghe. Ngọc Khánh, đặc biệt với cái giọng ấm và truyền cảm, bạn làm tròn cái phần của mình, tôi rất thích. Và Khắc Minh, trong những vòng trước thì hình ảnh của Khắc Minh hợp với những bài vui. Và hôm nay là cái dịp để mà tôi được nghe bạn hát một bài rất thấm. Bạn hát truyền cảm, thả hồn vào cái bài hát mà ít vướng bận về những cái gì xung quanh. Tôi xin thành thật khen ngợi và chúc mừng bạn. Xin cảm ơn nhạc sĩ Đức Huy và xin mời danh ca Ý Lan. Khắc Minh, hôm nay cách hát của em thật sự ra nó đã chạm được đến quả tim của cô. Bởi cách nhà chữ của em và cách em buông và đến lúc em thâu gọn lại, nó rất là đều đặn ở trong cái khuôn khổ của câu hát, và nó rất là tình cảm bởi cái sự ngắt chữ của em. Cho nên cô rất thích trong cái phần trình diễn này của em. Còn riêng về Ngọc Khánh thì em lấy hết quả tim của cô rồi trong cái phần trình diễn này của em. Giọng em dày, giọng em đẹp, và ngay cả cách ngắt chữ của em hát như là em nói chuyện với chính tấm lòng của mình. Nó nói lên được tâm trạng của em khi em hát bài này, tức là em đã đặt tất cả hồn của mình vào trong bài hát này. Và với chất giọng trời sinh của em rất dày, rất đẹp, cô thích vô cùng bài hát này do chính Ngọc Khánh trình diễn. Công Toại, cũng như bao lần, mỗi khi con hát, cô cảm thấy nó là một tâm sự riêng của con, rất là chân chất. Trong một cách hát của dòng nhạc bolero, cô vẫn thích con vô cùng. Và đặc biệt là bài này là một bài rất là bolero, cho nên con hát bài này cô thích lắm, cảm ơn con. Đình Phước có một cái giọng hát người nghe chưa định khóc mà nghe Đình Phước hát là phải nhỏ giọt nước mắt. Rất là tình cảm, rất là nức nở. Cô khen vô cùng trong cái phần trình diễn của bốn chàng trai ngự lâm pháo thủ này, rất là tốt đẹp trong cái phần trình diễn. Xin cảm ơn. Cuộc sống với bao bộn bề vất vả đã khiến chúng ta xa rời nhau. Chợt một ngày nhận ra mọi thứ đã quá muộn để chúng ta còn là của nhau, của hàng gắn, nhưng mọi thứ đã là ký ức. Chúng ta ước mong trở về thời hạnh phúc và để nhớ một thời ta đã yêu. Phúc trong tâm vơi
đã không còn tới khi vắng anh trong đời. Tìm đến chân trời mơ ước để là